Hi, xin chào tất cả các bạn khán giả của Gái Già Lắm Chiêu 2. Các bạn ơi, các bạn đã đi coi bộ phim Gái Già Lắm Chiêu phần 2 chưa? Nếu mà coi rồi thì hãy cho Ngọc cũng như là Lê Xuân Tiền biết cảm nhận về nhân vật Miss kia cũng như là Jack Lê nhé. Còn ai mà chưa xem thì nhanh tay book vé ủng hộ Tiền và Ngọc nha. Nhưng mà hãy nhớ là chúng ta hãy vào fanpage Magic Picture để cập nhật lịch trình cine tour của bộ phim Gái Già Lắm Chiêu phần 2. Còn bây giờ thì chúng ta hãy hẹn gặp các bạn ở trong bộ phim Gái Già Lắm Chiêu phần 2. Bye bye.